Anh chàng này tên là Trương Đại Hùng, sống cùng người mẹ tên Trung Quân và cô em gái Tiểu Mỹ. Trung Quân có người bạn trai tên là Vũ A Chí. Đại Hùng tính tình hiền lành, kính thầy mến bạn cho nên đi học từ năm 6 tuổi cho đến giờ đã 28 tuổi rồi, mà vẫn chưa tốt nghiệp. Anh tự hào bản thân là một học sinh kỳ cựu lâu năm. Anh không cho phép bất cứ ai lên mặt nắm quyền mình. Thế nhưng bọn nam sinh thấy anh khù khờ lại thật thà nên liên tục ức hiếp và bày trò chơi khăm Đại Hùng. Họ dùng tiền giả để lừa anh, rồi thả xuống một túi nước trêu chọc anh trước mặt mọi người. Tức giận trước hành vi của bọn chúng, anh thách đấu tay đôi với thằng đại ca tóc mỏ vịt, không may bị vuột tay, vũ khí trúng vào đầu anh sói hiệu trưởng, thế là anh bị phạt phải vệ sinh sân trường. Đúng lúc này cô nàng hoa khôi của trường có biệt danh là thiên thần gãy cánh, đến nhờ Đại Hùng giảng lại bài cấu trúc cơ thể của nam giới. Nhận thấy trong phòng thí nghiệm này không còn ai, trước mặt lại là cô nàng hot girl xinh chảy nước dãi, Đại Hùng bèn xô ra body của mình. Bất ngờ cô ta mở cửa ra, đám trẻ trâu chạy ùa vào, thì ra cô ta đã cấu kết với thằng tóc mỏ vịt từ trước, để bày trò bêu xấu Đại Hùng. Hắn ta còn quay phim lại nữa chứ, ở trường thì bị bạn bè ức hiếp, về nhà thì bị em gái bắt nạt, quá chán nản với cuộc sống này. Đại Hùng quyết định nhảy lầu tự tử, vô tình cô bạn học Xuân Lệ tình đến, anh liền từ bỏ ý định nhưng đã không kịp nữa rồi. Trong khi đó vào năm 2043 thằng này là đại tướng cướp đang bị cảnh sát khống chế, chờ ngày phán xử, thế là một nhóm đàn em của hắn dẫn đầu là Trịnh Y Kiện, tổ chức kế hoạch giải cứu đại tướng, tuy nhiên đã bị một nhóm cảnh sát ra tay ngăn cản. Gồm có Thiết Diện Thần Quân, Sao Chổi Lãng Tử, Tu Lão Uốn Dẻo và Quách Phú Thành Đại Hiệp. Cả hai bên đều có siêu năng lực, võ công vô cùng lợi hại, mỗi người đều có một năng lực siêu phàm. Bọn họ còn có thể tung chưởng giống như phim cổ trang vậy. Tình thế bất lợi, băng nhóm côn đồ quyết định trở về quá khứ năm 1993. Để truy sát một vị thẩm phán, ngăn cản ông ta phán xử tên đại tướng. Biết được âm mưu của bọn côn đồ, cục trưởng cảnh sát ra lệnh cho ba người Thiết Diện Thần Quân, Sao Chổi và Tu Lão Uốn Dẻo cùng nhau quay về quá khứ bảo vệ cho thẩm phán. Ông ta có tên là Vũ Đại Hùng. Điều quan trọng là, với cương vị là một cảnh sát thì ba người không được nói dối, nếu không sẽ bị điện giật. Quách Phú Thành thì ở lại, bởi vì cậu ta là em vợ của cục trưởng. Lập tức ba người liền trở về quá khứ. Địa điểm ngẫu nhiên lại là trên sân thượng nhà Trương Đại Hùng. Tưởng rằng ba anh này là ma, Đại Hùng vô cùng kinh hãi hoảng sợ. Cuối cùng ba người mới giải thích với Đại Hùng bọn họ là cảnh sát tương lai, sau đó đề nghị Đại Hùng giúp họ tìm ra vị thẩm phán đang học cùng trường với anh. Đổi lại họ sẽ giúp cho Đại Hùng trở thành bá vương của trường học. Ngày hôm sau, Tu La Uốn Dẻo bắt đầu trở thành vệ sĩ cho Đại Hùng. Tóc mỏ vịt lại muốn ức hiếp Đại Hùng. Anh Tu La bèn đứng dậy thò tay bóp cổ hắn, rồi phun lửa nướng luôn quả mông. Sau cùng là ép buộc hắn hành hung sói hiệu trưởng. Kết quả tóc mỏ vịt phải đi lau sân trường. Trong khi này Tiểu Mỹ vẫn còn đang ở nhà thì hai anh cảnh sát bụng đói cồn cào. Tránh để Tiểu Mỹ phát hiện họ bèn lén lúc tìm thức ăn trong tủ lạnh. Không ngờ thứ họ ăn không phải là trái cây mà là chiếc tủ lạnh. Đúng lúc này Tiểu Mỹ đi vào, Thiết Diện nhanh nhẹn giả làm người quét nhà. Cô tưởng rằng đây là ăn trộm. May mắn Đại Hùng về kịp lúc giải thích với Tiểu Mỹ rằng đây là bạn học của anh ta, đến nhà để làm thêm vì muốn mau chóng tìm ra vị thẩm phán. Thiết Diện đành phải giả làm học sinh đóng gấp đôi tiền học phí. Sao Chổi thì giả làm giáo viên không nhận lương. Nghe thấy vậy sói hiệu trưởng thu nhận họ vào trường. Thế là Sao Chổi Lãng Tử trở thành giáo viên âm nhạc. Lập tức trường học hữu nhập thể anh ta cất lên tiếng hát. Tuy nhiên sau bài hát chán đời thì tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Duy nhất chỉ có cô gái hoa khôi là chìm vào giấc mộng gia đình với anh Sao Chổi. Chiều về uống canh nghe anh. Phía này Thiết Diện trở thành bạn học cùng lớp với Đại Hùng. Giờ đây tất cả bọn đầu gấu trong trường nếu muốn ức hiếp Đại Hùng thì phải đánh bại anh Thiết Diện này trước đã. Đến cả thầy giáo viên cũng đành phải bó tay, đúng là bá vương của trường học đây mà.
Chiều hôm đó sau khi đi học về, Tiểu Mỹ phát hiện có nồi canh, tưởng rằng là mẹ nấu cho Đại Hùng, cô liền cho thêm ớt vào. Đến lượt Đại Hùng thì tưởng rằng là nấu cho Tiểu Mỹ, anh lại cho thêm ớt vào. Kết quả người sập bẫy lại là Trung Quân. Ôi thần linh ơi, quái vật mõm to. Khi này Tiểu Mỹ nghi ngờ Thiết Diện không phải là bạn học của Đại Hùng, bởi vì không thể nói dối, cho nên Thiết Diện đành phải tiết lộ thân phận là cảnh sát tương lai. Tuy nhiên Tiểu Mỹ không tin vào chuyện này, để chứng minh là thật, Thiết Diện bèn cho cô ta xâm nhập vào trò chơi Mario. Trong đây Thiết Diện còn tán tỉnh cô gái bằng bông hoa nữa chứ. Điều này khiến cho Tiểu Mỹ vô cùng phấn khích, cô liền diễn trò khiêu gợi, mà không biết rằng bọn dê chúa đang ở ngoài chăm chú nhìn màn hình. Đến khi ra bên ngoài, cô mới nhận ra hành động vừa rồi đã bị bọn này nhìn thấy, cô bèn tát cho anh một cú. Ngày hôm sau trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao, để khích lệ cho Đại Hùng, cô gái Xuân Lệ bèn tặng cho anh chiếc áo len độc cô cầu bại. Phần thi đầu tiên là ném tạ, hai thằng trọng tài liền cá cược nếu Đại Hùng thắng thì sẽ ăn chiếc micro này. Không ngờ anh ta lại thắng, thế là thằng trọng tài đành phải nhai luôn chiếc micro. Phần thi thứ hai là nhảy xà, nếu Đại Hùng thắng cuộc thì tôi sẽ ăn chiếc bàn này. Không ngờ anh ta lại chiến thắng, thế là tên trọng tài đành phải nhai luôn chiếc bàn. Phần thi thứ ba là chạy bộ 100m, không ngờ Đại Hùng vẫn là người chiến thắng. Thì ra là Tu La uống dẻo đã cho cậu ta ba thẻ bài siêu năng lực, khi ăn vào thẻ bài nào thì sẽ có được sức mạnh của người đó, cho nên giải nhất của cuộc thi đã nằm trong tay cậu ta thật dễ dàng. Biết thế lúc nãy em không dám cá cược đâu. Khi này bọn côn đồ tương lai mới tìm đến thằng tóc mỏ vịt, bọn họ sẽ giúp hắn lấy lại vị thế bá vương của trường học, với điều kiện là tóc mỏ vịt phải giúp họ tìm ra vị thẩm phán và trừ khử nhóm người cảnh sát tương lai. Lập tức anh kiện giả dạng thành giáo viên, Thiết Diện chưa kịp nhận ra thì đã trúng phải ba mũi kim độc dược. Vài tiếng sau anh sẽ mất hết năng lực và trẻ hóa như một đứa bé sơ sinh. Sau đó anh kiện bắt lấy cô Hoa Khôi chạy đến một cửa hàng bách hóa. Bọn đầu gấu trường học thì đã biết Thiết Diện không còn siêu năng lực, chúng liền trả thù hai người. May mắn Sao Chổi đến kịp lúc, biết hết mọi chuyện. Sao Chổi bèn đuổi theo anh kiện, cả hai bắt đầu giao chiến ngay bên trong cửa hàng. Tình huống hỗn loạn, tất cả người dân nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Bên trong thì hai người tung chưởng tới tấp về phái đối phương. Với uy lực của chưởng pháp thì kết cấu của tòa nhà không thể chịu nổi mà vỡ vụn. Cả hai liền bay ra ngoài tiếp tục cuộc chiến. Sức mạnh của họ có thể nhấc bổng chiếc ô tô rất nhẹ nhàng. Sau vụ nổ, anh Sao Chổi đã cạn kiệt năng lượng, cô gái bèn tặng cho anh nụ hôn khích lệ. Lập tức năng lượng tràn đầy, sức mạnh tăng lên, Sao Chổi dễ dàng áp chế anh kiện và bảo anh ta giao thuốc giải ra. Tuy nhiên anh kiện không chịu khuất phục. Khi này tại tương lai, tên đại tướng đã được đàn em đến giải thoát. Năng lực của hắn cực kỳ đáng sợ, giết người chỉ trong một chiêu. Phía này cơ thể Thiết Diện đang suy yếu, thì đột nhiên anh kiện phóng tới ba mũi kim ghim vào mông Thiết Diện. Đây là thuốc giải để cứu mạng anh ta. Hóa ra ban nãy hai bên giao đấu với nhau, trong lúc thất thế Sao Chổi vẫn không hạ sát anh kiện. Nhận thấy Sao Chổi đúng là một đối thủ chân chính, cho nên anh kiện mới giúp cho Thiết Diện giải trừ độc tính. Ngày hôm đó là sinh nhật của Đại Hùng, ngay cả thằng tóc mỏ vịt cũng được tham dự. Đúng lúc này Vũ A Chí, bạn trai của Trung Quân, mới tuyên bố rằng hai người sẽ lấy nhau, cho nên từ giờ Trương Đại Hùng sẽ đổi họ thành Vũ Đại Hùng. Hóa ra vị thẩm phán mọi người đang tìm kiếm lâu nay chính là anh Đại Hùng, gần ngay trước mắt. Không ai ngờ được một anh chàng học hành 28 năm vẫn chưa tốt nghiệp, lại là thẩm phán tối cao ở tương lai. Tóc mỏ vịt lập tức chạy về báo tin cho nhóm côn đồ tương lai, tên đại tướng cũng đã về quá khứ. Hắn ta lệnh cho đàn em mau chóng đến trường học bắt lấy nhóm nữ sinh làm con tin, để dẫn dụ Đại Hùng. Toàn bộ giáo viên thì đã trở nên điên loạn, bởi vì tên đại tướng đã cấy con chip cuồng loạn vào não của bọn họ. Cảnh sát nghe tin lập tức đã bao vây ngôi trường, tuy nhiên bọn họ hoàn toàn không chống đỡ nổi với vũ khí hiện đại của bọn cướp từ tương lai. Bên trong, tên đại tướng tuyên bố nếu như Đại Hùng không đến thì hắn sẽ giết tất cả mọi người. Anh kiện không muốn hại người vô tội nên cũng bị thằng đại tướng trừng phạt. Tình huống bây giờ, để bổ sung thêm lực lượng, cảnh sát tương lai đã cấy chip siêu anh hùng vào não của Trung Quân và Tiểu Mỹ. Riêng Đại Hùng thì được cấy nguyên cả trái banh to đùng vào lỗ mũi. Lập tức hai mẹ con biến hình trở thành cô gái Trung Hoa đối phó thằng độc nhãn long.
ba anh cảnh sát thì đối phó thằng đại tướng. Đúng lúc này một quả bóng lôi điện bay đến, hỗ trợ cho ba người chính là A Chí đã biến hình, ba người liền thi triển kỹ năng bóng đá tấn công thằng đại tướng. Không may thiết diện tung cước khiến trái bóng lệch hướng bay đi nơi khác, thằng đại tướng chưa kịp vui mừng thì đại hùng hóa thân thành Son Goku, tung chiêu Kamezoko đánh bại thằng phỉ lũ. Sau đó tất cả cùng nhau hợp sức lại, ra đòn nhanh như chớp đánh cho thằng đại tướng hoa cả mắt. Tu là uốn dẻo dùng đôi tay của mình kìm chế tên đại tướng. Đại hùng liền phóng anh thiết diện bay tới, với mũi khoan xoáy thủng cả bụng thằng đại tướng. Sao chổi lãng tử nhồi thêm một quả bom nhét vào lỗ tiêu diệt tên đại tướng. Kết thúc phim, Quách Phú Thành trở về chúc mừng cho mọi người, và tiếp tục ở lại đây để thực hiện nhiệm vụ khác. Điều này khiến cho ai cũng vui mừng vì không nỡ xa cái lồng chim của mình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt.